Chào các bác nhá, hôm nay em test cái máy Zilby 2100W. Cái này là điện 220. Đây là động cơ đun nét không chổi than các bác nhá. Đây là cái hàng thanh lý thôi, còn đẹp thì chắc chắn nó không có đẹp đâu. Sử dụng thì ok thôi. Máy thì ok các bác nhé, các bác nào mình lấy thì alo cho em.